mua laptop an tâm nhất đến ngay trungtrần.vn. Trung Trần cam kết bán laptop PC giá tốt nhất thị trường. Mua các kênh công nghệ giảm ngay 300.000 đồng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh công nghệ. Mình là Minh Kha này và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một video review laptop gaming dành cho những bạn nào đang có nhu cầu muốn giải trí cũng như là phục vụ tốt nhất trong công việc là học tập cũng như là làm việc. Thì làm việc thì chúng ta cũng sẽ cần một cấu hình mạnh để dựng video này, để chỉnh sửa đồ họa này, cũng như là đi học cũng thế, nó cũng sẽ có những cái tác vụ tương tự. Và đặc biệt nói về cái vấn đề chơi game thì phải nhắc đến những cái chiếc laptop đến từ Acer. Tại vì thường ấy, các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ khá là giống với lại những hãng đến từ smartphone, ví dụ như là Xiaomi. Tại vì thường thì những cái sản phẩm của Acer ấy, nó sẽ đánh vào cái nhu cầu chủ yếu, đó chính là về phần cấu hình. Tuy nhiên thì cái chiếc máy hôm nay mình giới thiệu, thứ nhất là nó sẽ có cho chúng ta là một mức cấu hình tốt nhất trong tầm giá. Và cái thứ hai, về kể cả là phần màn hình này, loa cũng như là thiết kế, tất cả mọi thứ đồ hoàn thiện thì nó cũng đều thật sự rất là tốt, cho ra một trải nghiệm cơ bản là về mặt rất là cân bằng đó. Và chiếc máy ngày hôm nay mình muốn giới thiệu đến cho các bạn đó chính là chiếc Acer Predator Helios 300, chiếc máy mới nhất trong năm 2020 này của Acer. Và bây giờ không chần chừ nữa, chúng ta sẽ cùng đi vào chi tiết video luôn. Trước khi đi vào chi tiết video thì những bạn nào đang có nhu cầu là quan tâm đến cái chiếc laptop này có thể đến ngay trungtrần.vn. Tại đây cam kết cho các bạn là bán ra với một mức giá rẻ nhất, đi kèm với nó là chất lượng tốt nhất đó. Và các bạn có thể là tham khảo cái chiếc máy này tại trungtrần.vn nhé. Hiện tại thì các bạn đừng quên rằng là Trung Trần đang có hai chương trình khuyến mãi chạy song song các bạn nhé. Thứ nhất là chương trình dành cho dịp Tết, và cái thứ hai là những bạn nào là viewer của kênh công nghệ thì sẽ được giảm trực tiếp 300.000 đồng. Các bạn chỉ cần qua bên đó bảo rằng là tôi là viewer của kênh công nghệ là các bạn sẽ được giảm ngay 300.000 đồng. Cộng với thêm là mã khuyến mãi dịp Tết nữa là các bạn sẽ được giảm giá tới là 1 triệu đồng đó. Thông tin chi tiết nó như thế nào các bạn cứ kích vào đường link phía bên dưới mô tả video để tham khảo nhé. Rồi, quay trở lại với nội dung chính thì điểm mà mình muốn đánh giá đầu tiên đó chính là về cái phần thiết kế. Thực ra cái thiết kế của cái dòng Predator này nó cũng sẽ có những cái đường nét khá là tương đồng với lại những cái chiếc laptop gaming mà thuộc phân khúc giá rẻ phổ thông của Acer đó. Và nó cũng sẽ có những cái đường góc cạnh như thế này. Và điểm mà mình đánh giá cao nhất đó chính là về mặt tối ưu. Bây giờ thì thực chất những cái chiếc máy như thế này thì thường nó sẽ không còn hầm hố nữa, đặc biệt là trên những cái phân khúc giá mà tầm khoảng là 30 triệu đồng thì nó sẽ lập tức là cái chi tiết của nó sẽ tối ưu lại, nó sẽ không còn hầm hố và gồ ghề như là những dòng laptop gaming vài năm trở lại đây. Đã, bây giờ nó xu hướng của nó là tinh tế và nó kiểu nó thuộc cái phần là sang trọng rồi, chứ không còn kiểu là hầm hố như ngày trước nữa. Tuy nhiên Acer vẫn đang nằm kiểu là vừa muốn tối ưu lại cái phần thiết kế, tránh cái hiện tượng gồ ghề góc cạnh, cũng như là muốn nó tinh tế sang trọng, thì Acer đã làm được với lại cái chiếc laptop Helios 300 này. Ở đây chúng ta có thể thấy được rằng là một cái phần nắp đó, nó rất là phẳng luôn các bạn nhé. Mặc dù là có những cái điểm nhấn như thế này đây đó, phân tích ra thì chúng ta có thể thấy được này đó, bề mặt là bề mặt phẳng các bạn nhé. Và chúng ta có những cái đường kẻ chạy như thế này. Đường kẻ này thì nó không phát sáng đâu, riêng cái logo này nó sẽ phát sáng để nó tạo ra cái điểm nhận diện, cái nét riêng biệt của cái dòng Predator này đến từ Acer. Và chúng ta có thể thấy được rằng là với cái việc mà tối ưu một cái bề mặt nó phẳng như thế này, nó sẽ giúp cho thiết bị nó trở nên tinh tế và nó sang trọng hơn, nó đẳng cấp hơn đó. Còn về phần mặt sau này cũng là một điểm mà mình muốn đánh giá. Cái cạnh sau đây thì cái điểm mà mình ưng ý nhất đó chính là về cái phần cổng sạc, tức là nó sẽ không được đặt ở phần hai cạnh bên đây đó, mà nó sẽ là được đặt đằng sau như thế này. Thì điều này nó sẽ giúp cho chúng ta tối ưu được về cái mặt không gian đó. Đặc biệt là khi mà chúng ta chơi với lại một cái chiếc máy laptop như thế này, chúng ta để ý rằng là thường thì sẽ cắm dây nhựa rất là nhiều, bao gồm chuột và kể cả máy tính nữa, nó rất là nhiều đó. Cho nên cái việc mà nó lắp thêm một cái cổng sạc ở đây nữa thì trông nó sẽ cực kỳ là gồ ghề và bất tiện. Còn đối với cái việc mà nó lắp đằng sau đây thì chúng ta muốn cắm bên đây cũng được, mà cắm bên đây cũng được, rất là tiện lợi đúng không nào. Đó là một điểm đặc biệt. Và cái phần màn hình ngoài đây thì nó sẽ là kim loại các bạn nhé, được hoàn thiện từ kim loại. Bên dưới thì sẽ là nhựa, điều này là chắc chắn rồi đó, nhựa sờ vào là biết ngay mà, với đặc biệt là vào cái mùa đông như thế này đó. Và chúng ta sẽ còn có những cái đầy đủ các cái cổng kết nối khác, mà cái cổng kết nối này thì nói chung là nó rất là phổ thông và classic rồi. Con này thì nhìn chung các bạn có thể thấy được rằng là mình mang vác rất là dễ dàng, tại vì cái trọng lượng của nó thì cũng rơi vào tầm khoảng 2 kg thôi, chứ nó không thật sự là nặng lắm đâu. Đó, cũng là một chiếc máy mà theo như mình nói là bây giờ nó đã là tập trung tối ưu về cái phần trọng lượng cũng như là thiết kế rồi. Bây giờ thì chúng ta đã bắt đầu thấy những cái chiếc laptop gaming mỏng nhẹ và tinh tế thanh lịch rồi. Đó, cho nên đây cũng là một cái điều mà mình thấy rằng là nó không còn quá là xa lạ nữa trong năm 2021 như thế này. Bắt đầu từ những năm 2019 thì mình đã thấy những hãng gaming đã bắt đầu là tối ưu cái thiết kế cũng như là
đi theo một cái xu hướng tương lai hơn. Và bây giờ thì chúng ta có thể thấy được này, Acer vẫn đang là kiểu rất là căng bạc, tức là vừa đảm bảo được một cái phần hầm hố và cũng như là vừa tối ưu lại cái phần thiết kế. Đó, thì đây là một điều mình nghĩ rằng là nó sẽ đánh vào cái kiểu nhu cầu phổ thông của người dùng hơn. Những người nào mà vừa thích tinh tế vừa thích hầm hố thì đều có thể là lựa chọn được cái chiếc máy này. Đó, không quá là kiểu cổ xí theo một cái lối thiết kế nhất định. Và nó, nhưng mà nó vẫn đảm bảo cho chúng ta là một cái khả năng rất là hài lòng. Rồi, chúng ta sẽ còn có gì nữa? Chúng ta sẽ còn có đó chính là về một cái màn hình 15 inch có tần số quét lên tới là 144Hz. Cái màn hình này thì đối với cá nhân bản thân mình, màu sắc chưa phải là xuất sắc nhất, nhưng mà nói về chất lượng chi tiết cũng như là cái trải nghiệm hiển thị của mình, về kể cả là về mặt độ sáng các thứ, thì tổng thể lại thì nó vẫn rất tốt trong tầm giá này. Tại vì các bạn phải hiểu rằng là như mình đã nói là Acer nó giống như là Xiaomi vậy, tức là họ sẽ tập trung rất nhiều vào phần cấu hình. Cấu hình cứ làm sao là mạnh nhất, tốt nhất trong tầm giá là được. Mọi cái thứ khác nó phải cắt giảm. Nhưng mà cái cắt giảm của Acer ở đây mình thấy rằng là nó không thật sự rõ ràng. Đó, nó vẫn cho ra một cái trải nghiệm rất tốt. Cơ bản là về mặt màn hình này, chúng ta vẫn có một tấm nền IPS LCD Full HD 15 inch và có tần số quét là 144Hz, phục vụ cho cái việc chơi game là rất ok. Và với cái việc mà chúng ta có một cái mức cấu hình tốt, đó chính là card đồ họa rời RTX 2060, đi kèm với đó là Core i7 thế hệ 10. Đó, thì đây là một cái con chip mà cũng rất mạnh ở thời điểm hiện tại, cực kỳ mạnh rồi. Và chúng ta có thể thấy được rằng là khi mà chơi những cái tựa game nặng thì cái cấu hình mạnh như thế này nó sẽ giúp cho chúng ta chơi được với cái FPS cao. Và cái màn hình này nó còn hỗ trợ cho chúng ta là tần số quét 144Hz nữa. Nên cái việc mà nó giúp cho chúng ta có một cái trải nghiệm sung sướng hơn, đã hơn rất nhiều, thì là một điều rất là dễ hiểu, đúng không nào? Đó là một điều mà mình thấy rằng là cá nhân bản thân mình được xem như là kiểu khi mà chơi game trên cái chiếc máy này rất là sướng. Đó. Tiếp theo thì mình sẽ nói đến về cái phần bàn phím. Bàn phím của con này thì nó là một cái dạng bàn phím mà thật sự là mình gõ thì không thấy cái hiện tượng đã lắm, không thật sự đã lắm. Nhưng mà ở đây thì nó đảm bảo được cho chúng ta là về cái mức độ êm. Mình làm trong một cái môi trường mà ví dụ như đi, mình mua cái chiếc laptop này để phục vụ cho công việc là dựng video, edit, chỉnh sửa các thứ, chứ không phải là thiên về chơi game nhiều. Nên cái việc mà khi mà làm trong một cái môi trường chung như thế, anh Dương đang quay, mình ngồi chỉnh sửa dựng video, thì cái việc mà yêu cầu bàn phím nó nhẹ nhàng, nó im lặng, không phát ra tiếng động là một điều rất cần thiết. Và cái chiếc laptop này nó đúng là cái nhu cầu của mình. Có thể nó không phù hợp với các bạn, tại vì các bạn lỡ các bạn thích hầm hố gaming, muốn cái gì đó nó phải thật sự là kiểu khoe mẽ đó, thì nó không đáp ứng được. Nhưng mà xét về đối với cá nhân bản thân mình, nó là một cái dạng bàn phím êm và nó cực kỳ chắc chắn các bạn nhé. Bạn ấn sẽ không có hiện tượng bị lún xuống. Đó là điều mà mình đánh giá rất cao về mặt độ hoàn thiện của Acer. Và cái bề mặt này thì nó cũng là cái bề mặt kim loại, và bàn phím này là bàn phím dạng chống tràn. Đó. Đèn LED thì cũng là đèn LED full, và chúng ta có thể thấy được rằng là nó hiển thị rất là nhiều màu sắc ở đây. Thì ở đây trên cái bàn phím này, chỗ cái cụm phím số T9 ấy, thì chúng ta sẽ có một cái nút hình logo Predator. Thì cái nút này nó có tên là Predator Sensei. Thì khi mà các bạn bấm lên thì chúng ta sẽ truy cập nhanh vào cái phần là điều chỉnh quạt này, rồi là CPU này, cũng như là về cái phần LED các thứ. Đó, thì nó đều tùy chỉnh ở này. Và đây là một điều mà mình cũng đánh giá cao trong quá trình mình sử dụng. Nếu như mà mình muốn cho cái quạt nó bớt kêu to hơn thì mình có thể tùy chỉnh xuống, cũng như là muốn cho CPU hoạt động nó nhẹ hơn thì mình cũng tùy chỉnh được, tùy theo cái xung nhịp. Và đây là một cái phần mềm mặc định có sẵn trên máy, cho nên nó sẽ can thiệp vào sâu nhất có thể để tùy biến cá nhân hóa được dễ dàng nhất. Cũng là một điểm mà được mình đánh giá rất cao này. Phím trên này thì nó cũng đã có những cái điểm nhấn, bao gồm là 4 cái phím di chuyển, chữ cũng như là điều hướng thì nó đều đánh dấu cả, giúp chúng ta có thể dễ dàng nhận diện hơn. LED thì cũng tùy chỉnh rất là nhiều chế độ đa dạng, hiển thị là không có gì để chê cả. Và kế bên trên này thì chúng ta còn có thể là một cái nút turbo nữa. Và khi các bạn bật lên thì các bạn phải lưu ý rằng là nó phải trên 40%. Đó, tức là pin phải trên 40% thì mới có thể là bật được. Và quạt bắt đầu nó hoạt động kêu rất là to. Trong quá trình quạt kêu to như thế này thì tại vì mình sử dụng tai nghe on-ear hoặc là over-ear, mình có hai cái tai nghe lận, nên là thành ra thì mình thấy rằng là nó không thật sự ảnh hưởng đến mình lắm. Và chúng ta còn có thêm đó chính là về cái phần loa. Loa của con này thì nó có một cái chất âm tốt, chi tiết, rõ ràng. Tuy nhiên thì nói về mặt âm lượng thì mình đánh giá nó chưa đã lắm. Nó âm lượng thì nó chỉ tầm đâu đó khoảng trên dưới 5W, thậm chí là có thể thấp hơn đó các bạn ạ. Nghe nó không thực sự khiến cho mình thỏa mãn. Mặc dù là chất âm ấy thì ok, nghe rất là hay. Tuy nhiên thì về phần âm lượng thì mình lại chưa thỏa mãn cho lắm. Và mình có thể là châm trước được, tại vì cái cấu hình của nó cũng là rất cao rồi. Xét trên mặt bằng chung thì trong cái phân khúc giá này thì ít những hãng kiểu như là LG hoặc là những một số các hãng khác ấy, thường thì chỉ trang bị 1060 là cùng. Đó, nên là cũng là một cái điểm mà mình thấy rằng là Acer cũng đã cố gắng rồi. Đó, về cái phần cấu hình
giúp cho chúng ta có thể là cho ra một cái trải nghiệm tốt nhất so với tầm giá. Đi kèm với nó là những cái trải nghiệm còn lại thì nó nằm ở mức căn bản. Pin thì thôi khỏi nói đến, tại vì không ai đánh giá pin trên một chiếc laptop gaming cả, các bạn phải hiểu là như thế. Cứ cắm sạc mà dùng, chứ còn con này mà nếu dùng bình thường kể cả là những tác vụ nhẹ đi chăng nữa thì nó cũng sẽ dao động rơi vào tầm 3 đến 4 tiếng là cùng thôi, chứ không thật sự trâu đâu. Cho nên là vấn đề này chúng ta không nên trọc đợi nhiều. Tóm thể lại mình thấy rằng là đây là một cái chiếc máy mà nó hài hòa về phần thiết kế. Thiết kế rất đẹp, chất lượng hoàn thiện cũng như là cái chất liệu cũng thế. Chất liệu thì mọi thứ đều là cao cấp và sang trọng cả, xứng đáng với tầm tiền. Đi kèm với đó là về phần màn hình, mình đánh giá nó ở mức khá so với tầm tiền. Còn với cấu hình thì đây là mức giá tốt nhất rồi đó, thật sự cho một cái card cũng như là một con chip như thế, kể cả RAM cũng như là ổ SSD nữa. Bàn phím thì mình thấy rằng là như thế này cũng rất là ok. Nó trang bị cho chúng ta đủ một cái phần full LED cũng như là có thêm những cái nút riêng biệt để thực hiện những cái tính năng cá nhân hóa riêng, cũng là một điểm mà mình cảm thấy rất là tiện lợi trong quá trình sử dụng. Về phần touchpad thì mình cũng chưa đánh giá, thì tại vì đối với lại một cái phần touchpad như thế này thì trên laptop gaming nó cũng không thật sự là cần thiết lắm. Đó, tuy nhiên thì mình vẫn nói thêm đó chính là về cái phần trơn mượt của nó thì phải gọi là không có gì để bàn rồi, cực kỳ trơn tru và mượt mà. Chứ còn thực tế thì mình dựng video cũng như là chơi game thì mình luôn luôn sử dụng chuột, cái phần touchpad này gần như là mình không sử dụng đến. Đó, cuối cùng thì là về phần pin cũng như phần loa thì mình đánh giá nó nằm ở mức là không khiến mình thỏa mãn, nó bình thường thôi. Pin thì không nói đến rồi, phần loa thì mình nghĩ rằng là đối với lại thế hệ tiếp theo thì nên cho một cái loa nó to hơn, âm lượng to hơn là hợp lý nữa. Chỉ cần là giữ cái phần chất âm tốt như thế này. Ok, và đó là những gì mình muốn gửi đến cho các bạn trong video ngày hôm nay. Còn các bạn nghĩ sao về chiếc laptop này thì xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận của video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.